Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một trận chiến cũng khá là hấp dẫn. Wow, đó chính là phiên bản của Chara. Phiên bản bóng tối của Chara nhé. Rồi, let's go, đi vào thôi nào. Chẳng, không biết bây giờ đấy. Wow, các bạn nhìn thấy gì chưa? Wait. Không lẽ nào là cái thằng Sonic mà cũng không đúng. Cực kỳ là nhanh luôn. Nó màu xanh mà. Đã khiến cho Adol Rams không nhận ra là ai luôn. Wow, đây rồi. Cái nào vậy? Đã phát động hả? Ê, wow. Nhỏ này, manh động như mày. Rip. Em nhà ra hả? Nó đâu? Mày hỏi má nó, mày hỏi tao. Wow, cô gái này là... Không biết đúng không? Tất nhiên là... Nhìn khá là ngầu đấy các bạn ạ. Wow. Tự nhiên không biết, bị khứa hả? Nhỏ này... Chuyện gì vậy? Mày thật là vô duyên. Thật là vô duyên. Chỉ vì nó không trả lời câu hỏi của cô gái này rồi đi dễ dàng như vậy sao? Thật là sát thủ. Hôm nay Error Santa sẽ dạy dỗ mày một bài học nhớ đời. Rồi chúng ta xem Error Santa sẽ làm gì nào. Phiền phức. Wow, cô gái này có vẻ khá là mạnh mẽ. Mày quá quay sang đến cứu rồi. Không dữ vậy, không sợ ế chồng hay sao? Quá quá hấp tấp vậy, từ từ thôi. Gặp thứ dữ rồi nha, thế giới họa sĩ. Wow, thế giới họa sĩ. Hãy xem sức mạnh của nghệ thuật. Wow, nói có vẻ là anh San bớt hung dữ là khá là hiệu quả khi đấu đầu với cô gái này. Wow, wow, các bạn thấy chưa, đôi mắt, con mắt của bạn, đôi mắt của cô gái này đã hóa thành màu đỏ rồi. Wow, wow, liên tiếp là những con dao đâm về phía anh San. Wow, anh San đã gục ngã trước những wow, một con dao cực kỳ là đẹp mắt luôn đấy các bạn ơi. Wow, đúng lúc này thì 6x6 xuất hiện. Wow, 6x6 xuất hiện đúng lúc luôn để cứu lấy anh San một mạng. Đói rồi á. Việc của ngươi à? Wow, sức mạnh của 6x6. Đã rất lâu rồi chúng ta đã không được nhìn thấy 6x6 rồi, đúng không phải không các bạn nha? Cảm giác như 6x6 quay trở lại vô cùng là hồi hộp đó các bạn. Wow. Kinh không? Wow, phiên bản bóng tối của Chara mạnh dữ ta. Wow, chẳng lẽ ngay cả 6x6 cũng không đánh luôn. Chẳng lẽ là ngay cả 6x6 cũng không đánh lại được cô gái này ư? Wow, sự xuất hiện của ai đây? Hả? Chara, đúng như xin rồi. Này nè nha. Wow. Chara, cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện. Wow. Chara là biến đổi thật ngầu luôn. Có lẽ là trong tập tiếp theo chúng ta sẽ được xem những trận chiến còn hấp dẫn hơn. Chúng ta hãy đón chờ tập 154. Wow, từ sau chúng ta sẽ được xem Chara sẽ đối đầu với phiên bản bóng tối của mình. Wow, liệu Chara có đánh lại được cái phiên bản bóng tối này của mình hay không? Các bạn nhớ ấn like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh để đón xem tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Yes.